Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay thì em Ngọc đang có mặt tại bên Xe Đẹp Auto Service và cũng trong quần thể của Xe Đẹp Auto 3S có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Nên quý vị anh chị cân đối cụ thể với chiếc xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em để có thể chốt xe nhé. Hôm nay thì em Ngọc mới về một em BMW 320i. Sản xuất của em này là 2013 mọi người nhé. Em này thì là gốc tỉnh. Em vừa mới lắp biển Sài Gòn để di chuyển một chút thôi, chứ còn em này là gốc tỉnh mọi người nhé. Lốp láp của xe thì đây mọi người có thể nhìn thấy tổng quan là râu ria thì vẫn còn rất là dày dặn nhé. Bộ lốp vẫn rất là đáng đồng tiền bát gạo mọi người nha. Di chuyển vào trong phần khoang nội thất của chiếc xe thì chúng ta sẽ có nhiều option trên chiếc xe này đấy ạ. Ghế lái, ghế phụ đều được chỉnh điện, không gian thiết kế thì quá là trẻ trung và thể thao rồi. Có một điểm trừ trên chiếc BMW này đó là chúng ta chưa có cửa nóc thôi, nhưng mà đối với những người fan của BMW thì em thấy là mọi người cũng không đánh giá quá cao cái chi tiết này đâu. Đó, tất cả đường nét trên chiếc xe 2013 đến nay mà còn rất là nét luôn mọi người nhá. 2013 đấy, đi em này đi có 76.000 km thôi mọi người nhá. Bộ ghế da này thực sự là đáng đồng tiền bát gạo, mà giá tiền mình bỏ ra thì chỉ có hơn 500 thôi mọi người nhá. Hơn 500 thôi. Đây, ghế da đây các bác nhìn cho em này. Nét căng luôn nhá. Tất cả các đường nét ở phía bên trong này. Một chiếc xe thể thao đáng đồng tiền bát gạo luôn ạ. Mà cái giá thì đúng thực sự thời điểm 10 năm bán xe đến bây giờ thì em mới thấy là giá thời điểm xe bây giờ quá là rẻ. Nó vừa với tầm tiền rất là nhiều khách hàng có thể sở hữu được một chiếc xe từ thời điểm mà ra mắt cái chiếc này thì em nghĩ nó phải rơi vào khoảng trên dưới 2 tỷ. Mà bây giờ sở hữu từ 2013 mà đến nay còn rất là đẹp nhé. Thực sự là nét cực kỳ luôn các bác ạ. Mọi người muốn qua trực tiếp thì ra 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội hoặc là gọi điện trực tiếp cho em nhé. Xe hot như này khả năng sẽ bay rất là cao. Bây giờ mời mọi người xem một chút về khối động cơ của chiếc xe nhé. Khối động cơ của xe BMW thì mọi người có thể nhìn thấy tổng quan ở đây. Chưa tìm thấy đấy. Chắc khả năng là sẽ mở mọi người xem ở video sau vì đang chưa tìm thấy được cái chỗ mở ở đâu mọi người ạ. Thôi, hẹn các bác ở video sau nhé. Bác nào mà tò mò muốn xem khoang máy thì hãy liên hệ trực tiếp, gọi điện trực tiếp với em nhé. Giá bán của em BMW 320i sản xuất 2013, ốp đô 76.000 km thì đang có mức giá chỉ hơn 500 thôi. Thực sự là rất là rẻ luôn đấy ạ. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi những phút cuối của video ngày hôm nay. Và xin chào và gặp lại mọi người.